Ngài có thể giáo huấn tôi. Ông Stephen Levitt và giáo sư Epstein là những người bạn, và khi vợ của ông Stephen đến thành phố Seattle, giáo sư Epstein đã nhờ cô ấy đi gặp sư phụ ở San Francisco trước tiên, trước khi tất cả chúng tôi xuống nơi đó. Vì cô ấy đang gặp những vấn đề khó khăn nên giáo sư Epstein đã gửi cô ấy đến, và sư phụ đã nhờ cô ta viết một lá thư để đáp lại lời thỉnh cầu của giáo sư Epstein. Và những gì giáo sư Epstein đã thỉnh cầu là xin sư phụ lên đây vào dịp Giáng sinh và tổ chức khóa tu một tuần thiền ở Seattle. Giáo sư nói, tôi biết sẽ có người đến tham dự, cho nên hòa thượng đã nhờ Nancy, vợ của ông Stephen, viết thư hồi đáp bằng chữ viết tay tiếng Anh rất đẹp, nói rằng tôi không thể rời khỏi San Francisco bởi vì sẽ có động đất nếu tôi rời đi, nhưng tôi sẽ vui mừng làm chủ nhà đón tiếp quý vị ở giảng đường Phật giáo cho một tuần thiền thất, không cần làm việc gì cả ngoài việc đi dự thôi. Thế rồi ông ấy hỏi là tôi có muốn đi hay không. Giáo sư Epstein đã hỏi liệu tôi có muốn đi hay không. Lúc đó tôi không biết gì cả. Tôi không biết tiếng Trung Hoa, không biết Phật Pháp, không biết gì cả, không biết thiền là gì. Nhưng tôi đã đồng ý đi, vì vậy tôi đã sắp xếp. Tôi có chồng và một đứa con, và tôi đã sắp xếp với gia đình là tôi sẽ đi trong 7 ngày. Và gia đình tôi rất tốt, đã để cho tôi đi. Và tôi cũng có một công việc làm mà tôi phải thu xếp. Thế là tôi đi, nhưng vào giây phút cuối, giáo sư Epstein bảo tôi rằng ông ta phải bay về Shaker Heights ở tiểu bang Ohio, nơi ông ta đã sống với ba mẹ mình, trước khi ông ấy đi qua miền Tây, và chúng tôi phải tự mình đi đến giảng đường Phật giáo. Ông ta sẽ không có mặt ở đó để giúp được. Thế là Randy và Teresa Dinwiddie là một cặp vợ chồng vào lúc ấy và là những người bạn tốt của giáo sư Epstein, và tôi đã lái chiếc xe của tôi. Chúng tôi thay phiên nhau lái. Chúng tôi đã đến giảng đường Phật giáo lúc chạng vạng tối, và tất nhiên chúng tôi hơi lo sợ vì nhận ra là nếu chúng tôi có giáo sư Epstein đi cùng thì ông ta sẽ giúp làm giảm đi sự xa lạ chưa thân quen. Chúng tôi phải leo lên. Đó là tòa nhà 4 tầng, vì vậy chúng tôi phải leo lên 4 thang lầu, và rồi chúng tôi bước vào trong giảng đường Phật giáo, rất mờ tối, và sư phụ đang ngồi đó. Ba người chúng tôi không biết tiếng Trung Hoa, và chúng tôi nghĩ ngài cũng không biết tiếng Anh, vì vậy chúng tôi đã dùng tay ra dấu hiệu. Ngài mời chúng tôi vào bên trong, ngài mời chúng tôi và chúng tôi ngồi. Giảng đường Phật giáo lúc ấy có nhiều công dụng vì đó là phòng lớn duy nhất. Giảng đường có các kệ sách dọc theo tường và phòng của sư phụ thì rất nhỏ, ngay bên cạnh phòng của sư phụ là nhà bếp. Có một phòng vệ sinh, no shy, no shower, không có chậu rửa mặt và phòng tắm, chỉ có một cái cầu tiêu. Và khi quý vị đi lên cầu thang thì lên đến mái nhà, vì vậy chỉ có một phòng lớn duy nhất. Chúng tôi ngồi trong phòng đó, có một cái bàn lớn trong phòng. Thế là chúng tôi ngồi ở cái bàn ấy, và sư phụ xin cáo lỗi, sư phụ xin cáo lỗi, phải đi ra phía sau, rồi ngài quay lại với một nồi cháo lớn và cái vá lớn. Và ngài đi ra phía sau, chúng tôi nhảy nhổm lên vì nhận ra ngài đang dọn bữa tối cho chúng tôi. Tôi nghĩ lúc đó cô Teresa đi vào trong và chúng tôi đem chén muỗng ra và rồi chúng tôi dùng tối. Đó là buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã không biết sư phụ là ai cả và vị thánh nhân này đã phục vụ bữa ăn cho chúng tôi. Chúng tôi đã chưa từng gặp ngài hoặc biết ngài đủ lâu để nhận ra được điều đó. Lúc ấy cũng hơi lúng túng vì ngài là người lớn tuổi nhất trong chúng tôi và lại tự mình mang ra cái nồi cháo đó. Cũng thật hơi ngượng ngùng. Nhưng lúc ấy chúng tôi thực sự đã không nhận ra ngài là ai cả. Trong bữa ăn, tôi phải nói là món cháo cũng lạ lạ vì chúng tôi không quen ăn đồ tàu. Tôi đến từ tiểu bang Ohio, thời đó không có người Trung Hoa ở Ohio.
Và tôi không nhớ ba mẹ tôi đã từng ăn qua thức ăn Trung Hoa ở ngoài chưa, ngoại trừ nấu ở nhà, và hầu như tôi không thích thức ăn đó chút nào. Mẹ tôi là người xã giao rất rộng rãi. Bà ấy đã dạy tôi những điều tế nhị trong phép xã giao, những điều mình nên cư xử trong một tình huống nào đó. Vì thế tôi cũng nghĩ đến việc nên làm. Vì không ai trong chúng tôi không cùng chung một ngôn ngữ, vì thế tôi cũng nếm thử một miếng. Tôi đã ăn một chút cháo, và có vài miếng lợn cợn ở trên mặt tôi cháo mà tôi không biết là cái gì, và tôi cứ đưa đẩy quanh như thế này. Quý vị biết đấy, kiểu như ra hiệu vậy đó. Và tôi hỏi, cái này là cái gì? Và hình như ngài cũng đoán ra được ý của tôi như thế nào rồi. Ngài nói với tôi bằng tiếng Trung Hoa, cái tên gì đó, đông cô, nấm tàu, hoặc gì gì đó. Và tôi nói, ồ, và rồi đã ăn cái đó. Điều ấy cứ tiếp diễn trong vài tuần, và tôi đã ăn nó 3 hay 4 lần. Sau đó ngài nói, ắt hẳn là với tiếng Anh rất giới hạn. Đại khái là ngài nói tại sao quý vị không chịu ăn cháo đi mà cứ hỏi hoài vậy. Và đùng một cái, ngài đã cắt ngang lời tôi. Và tôi nhận ra, vì tôi là một phụ nữ có cá tánh rất mạnh mẽ, không có nhiều người dám bắt bẻ tôi hay sửa sai tôi. Và ngài đã làm vậy. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra rằng, à, ngài có thể giáo huấn được tôi vì ngài đã cắt ngang lời tôi. Vì bất cứ tôi đi chỗ nào, tôi nói những điều mà người ta không muốn nghe. Giảng đường Phật giáo này trước đây ở khu phố Tàu là một tầng lầu khá nhỏ. Ở trên tầng thứ tư, khóa tu mùa hè đầu tiên đã được tổ chức ở đó vào năm 1968. Khóa tu ấy chiếm hết cả mùa hè, kéo dài 96 ngày. Trong suốt thời gian 96 ngày đó, có nhiều người từ thành phố Seto đã đến tham gia khóa tu ấy. Suốt mùa hè đó kéo dài 96 ngày là thời gian rất thúc bách để hoàn tất việc diễn giải kinh Lăng Nghiêm. Sau khi diễn giải kinh Lăng Nghiêm ấy, có 5 người đã xuất gia. Trong số 5 người đó có 3 vị tỳ kheo và 2 vị tỳ kheo ni ở Hoa Kỳ. Thì đây là những người chủng tộc da trắng đầu tiên đã đi tu và thọ giới cụ túc, toàn giới. Trong khóa tu mùa hè năm này, có nhiều người cùng tu tập với nhau và từ nơi rất xa đến, họ đã tham gia các buổi thuyết giảng và khóa tu của chúng ta. Tất cả những người này đã có căn lành rất tốt, vài người trong số họ chắc có lẽ đến từ các tầng trời, hoặc có lẽ đến từ những vì sao tinh tú, hoặc có lẽ đến từ thế giới khác nào đó, và họ đã đến đất nước này, Hoa Kỳ. Quốc gia này không có Phật giáo, vì thế để có thể gặp được Phật Pháp thì có ý nghĩa là quý vị nhất định đều có căn lành rất lớn. Tuy nhiên điều lớn hơn thế nữa là quý vị từ xa xôi đã đến đây làm cho khóa tu mùa hè này là thời đại hoàng kim cho việc nghiên cứu Phật Pháp. Đây sẽ là một sự việc rất giá trị, vì thế mỗi chúng ta không nên sợ khổ, không nên sợ khó khăn, không nên sợ có quá nhiều khóa học. Hãy tập trung tất cả sự kiên nhẫn của mình để học Phật Pháp thì quý vị sẽ không lãng phí vô ích khi đến Kim Sơn Tự. Đã đến được đây rồi thì đừng trở về tay không.